Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm báo online ngày hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phản ánh về chuyến thăm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hầu khắp các trang báo ra ngày hôm nay đều có phản ánh đậm nét về sự kiện này. Trang nhất báo Nhân dân điện tử phản ánh sâu sắc về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo đó, trên tinh thần cởi mở chân thành, hai tổng bí thư đã đi sâu trao đổi thẳng thắn và đạt được nhận thức chung quan trọng, sâu rộng về một số định hướng và biện pháp lớn nhằm củng cố tin cậy, tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc phát triển thực chất, lành mạnh, ổn định và bền vững trong thời gian tới. Báo điện tử chính phủ cũng có bài lược thuật về sự kiện này, bài báo đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng cho rằng quan hệ hai nước cũng có giai đoạn khó khăn, trở ngại lớn nhất chính là sự tin cậy chính trị chưa cao, chủ yếu là do bất đồng trong cách ứng xử, giải quyết vấn đề trên Biển Đông, tác động tiêu cực đến tâm tư tình cảm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Do đó, cần xử lý thỏa đáng vấn đề này để quan hệ giữa hai nước ổn định cùng phát triển. Không chỉ là sự kiện quan trọng được hầu hết các trang báo trong nước phản ánh đậm nét, các trang báo của Trung Quốc và quốc tế cũng dành sự quan tâm đặc biệt để thông tin về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Điện tử Việt Nam Net có bài hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang nhất báo Trung Quốc. Bài báo cho biết Tân Hoa Xã, hãng thông tấn lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng hầu hết các trang báo của nước này và nhiều tờ báo quốc tế đã trang trọng đưa tin hình ảnh và nội dung hội đàm của hai Tổng bí thư trên trang nhất và có bài bình luận, bài chuyên đề nổi bật về sự kiện này. Trên báo điện tử Việt Nam Net, mục chính trị ngày hôm nay đăng tải bài viết Không vì tiến tới đại hội mà né tránh, bàn về quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với đại hội đảng bộ điểm ở cấp cơ sở. Bài báo phản ánh, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu công tác tổ chức phải chỉ đạo sát sao, nắm chắc tình hình, tập trung khắc phục xử lý những khó khăn vướng mắc, hạn chế, nhất là tư tưởng cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ công tác nhân sự. Càng gần đại hội thì càng tăng cường kỷ cương trách nhiệm, vai trò quản lý ở các cơ quan chính quyền, không vì tiến tới đại hội mà nể nang, ngại va chạm hay né tránh công việc. Trở lại với các bài báo đáng chú ý được đăng tải trong ngày hôm nay liên quan đến dự thảo bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi hiện đang được thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo Điện tử Dân trí có bài Ai có quyền cho phép điều tra công dân bằng nghe trộm điện thoại, lén ghi hình. Bài báo ghi nhận ý kiến của các chuyên gia cho rằng cần hết sức thận trọng để xem xét dự thảo quy định các điều luật này trong bộ luật tố tụng hình sự bởi lẽ nó ảnh hưởng đến quyền công dân, quyền con người đã được quy định rõ trong hiến pháp. Trong khi đó, cũng là một nội dung được thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này về dự thảo luật phí và lệ phí, mục cùng bàn luận trên báo điện tử Quân đội nhân dân có bài Phí, lệ phí và lãng phí bài báo đánh giá có nhiều loại phí và lệ phí có loại phí còn cao hơn cả thuế và trong đó có nhiều khoản phí lệ phí có mức thu thấp nhưng chi phí để thực hiện lại cao gây lãng phí cho xã hội có thể gây ra sự hiểu lầm và bức xúc cho người dân bởi phí và lệ phí là do người dân trực tiếp chi trả nó ảnh hưởng đến quyền lợi của dân nên phải công khai minh bạch và điều quan trọng là khi ban hành luật phải làm sao để phí và lệ phí hợp lý không là gánh nặng cho dân và lãng phí cho nhà nước Tiếp theo là một số bài báo đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế được đăng tải trên các trang báo ngày hôm nay. Báo lao động điện tử phản ánh, ùn tắc hàng cây số, dưa hấu vứt trỏng chơi trên đường và cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn với nội dung đi không kịp thông quan khiến nhiều chủ hàng phải đổ bỏ dưa hấu để quay đầu. Báo điện tử dân trí thông tin sau ngày 1 tháng 5 năm 2015, tức là thời điểm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu có hiệu lực, thì Bộ Tài chính sẽ có giải pháp không để giá xăng dầu tăng đột biến và sẽ giảm dần vào các năm tiếp theo do lộ trình các hiệp định thương mại đã ký kết với quốc tế. Chuyên mục điểm báo online ngày hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 4 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.